xa xưa tới nay mấy ai bằng Mục Kiền Liên, tấm gương ân tình sâu nặng. Vượt mọi gian nan gánh trên đôi vai chữ hiếu, mong ước có ngày trả ơn trăm năm nghĩa xưa cho mẹ. Phật từ bi thấy trong ngục tôi, nơi người mẹ kia năm xưa gieo bao nghiệp nặng trăm phần. Khóc nghe tim quặn đau thương mẹ. Về dương gian vẫn nghe sâu trong lòng, nhiều khổ đau tâm thân bao người âm ngục. Bằm xương tan, tiếng kêu rên là đau đớn, tâm tối chúng sinh thảm thương, than nỗi xót xa vô cùng. Phật từ bi chút đi nhường bao, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Kính thưa chư tăng chư ni, kính thưa tất cả quý Phật tử có mặt trong thính pháp đường hôm nay. Hôm nay nhân duyên lành đạo pháp, tất cả quý Phật tử đồng quy tụ về đây ngôi thiền viện chân giác này, chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau chung sức chung lòng sắm sửa hương đăng, hoa quả trà bánh, cũng như là thiết lễ trai viên, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, để tác phước điền hồi hướng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền được mạnh giỏi bình an, được tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng trong nhiều đời nhiều kiếp được nương nhờ công đức lành này, được phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tâm, và được sanh về cõi lành sớm gặp Phật pháp tu hành giải thoát. Đây là một cái ngày mang cái ý nghĩa lịch sử trọng đại trong sinh hoạt Phật giáo. Tất cả mọi người chúng ta, những ai là con Phật, đều không quên cái ngày lễ trọng đại này. Và cái ngày lễ này gọi là Đại lễ Vu Lan, hay còn gọi là Ngày Vu Lan Báo Hiếu. Cái ngày lễ Vu Lan này không còn nằm coi như là cô động ở trong hàng Phật tử của chúng ta nữa, mà nó là một cái ngày nhắc nhở cho tất cả những ai đều là con người phải biết nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ.
và hòa quyện với niềm vui chung của tất cả những người Phật tử khắp nơi trên thế giới trong cái mùa lễ hội này gọi là mùa lễ hội Vu Lan. Một người mà để một tâm niệm lành thì xung quanh chúng ta là một cái từ trường rất là an lành trong sáng, và tất cả mọi người đều phát khởi một cái tâm lành thì nó tạo thành một cái cộng lực, một cái từ trường hay là một cái sức mạnh an lành trong sáng cực lớn. Và cả toàn thể nhân loại khắp nơi trên quả đất này, trên thế giới này, mỗi người đều phát khởi niệm lành, đều hướng về cái ngày lễ trọng đại này, thì quý vị thấy nó tạo thành một cái năng lượng vô lượng vô biên, đúng vậy không? Một cái năng lượng rất là lớn, và nó liên kết được với cái từ trường, cái năng lượng từ ngàn xưa. Cái lễ hội Vu Lan đầu tiên, ngày Mục Kiền Liên thiết lễ trai duyên cúng dường lên mười phương chư Phật và chư Tôn Hiền Đức Tăng, chư Đại Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng để lại nơi thế gian này một cái năng lượng an lành vô lượng vô biên đó. Cho nên hôm nay tất cả mọi người đều hướng về cái ngày lễ trọng đại đó thì nó tạo thành một cái sức mạnh vô biên. Và cái ngày này còn gọi là ngày Phật Hoan Hỷ hay còn gọi là ngày Xá Tội Vong Nhân. Thế nào gọi là ngày Phật Hoan Hỷ? Vì theo truyền thống Phật giáo, mỗi năm chư Tăng Ni ở các nơi trong việc Phật sự cả năm của mình, về việc giáo hóa hay là việc làm lợi ích cho chúng sinh, hay là những người tỉnh tu ở những nơi tỉnh an thiền thất, trong 3 tháng đầu mùa mưa từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, đây là cái khí hậu ở Ấn Độ. Cái mùa này thì côn trùng sinh sôi nảy nở rất là nhiều, cho nên sự đi lại của chư Tăng có thể làm giẫm đạp côn trùng, làm tổn hại sinh mạng chúng sanh rất là nhiều. Cho nên Đức Phật chế rằng 3 tháng trong một năm, vào mùa mưa này, chư Tăng ở các nơi phải gom về một chỗ, một nơi đạo tràng, để cùng nhau thúc liễm thân trăm tâm trao dồi giới đức. Cho nên sau cái mùa an cư kiết hạ thì do tinh tấn tu tập, do công phu thực hành miên mật, có những vị sau mùa an cư chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, có nghĩa là quả vô sanh. Tất cả những vị đều được chánh tức chứng bậc hiền bậc thánh. Cho nên do cái sự công phu tu tập gặp được đạo quả, hưởng được cái hương vị đạo, cho nên Đức Phật rất là vui mừng khi thấy chư Tăng tu hành được kết quả như vậy, cho nên gọi là ngày Phật Hoan Hỷ. Và thế nào gọi là ngày Xá Tội Vong Nhân? Nó liên hệ đến một sự tích ngày Mục Kiền Liên, là một vị thánh tăng đệ tử trong hàng thập đệ tử của Đức Phật, là một vị chứng quả A-la-hán thần thông bậc nhất, thần thông rất là quảng đại. Sau khi ngài chứng đạo, ngài nhớ lại cái thành quả hôm nay ngài đạt được là nhờ công ơn cha mẹ đã sinh ra ngài tấm thân hình hài này, và ngài nương đó để tu tập và được quả vô sanh. Cho nên muốn đền ơn cha mẹ, cho nên rồi ngài nhìn khắp mười phương coi mẹ ngài đặt đọa lạc ở đang sanh về nơi đâu, thì cuối cùng thì thấy tất cả những cái cõi trời đều không thấy mẹ ngài sanh về đó, và cuối cùng thì phát hiện mẹ đang bị đọa lạc ở trong cái con đường ngạ quỷ, con gọi là địa ngục vô gián. Ngạ quỷ là một loài quỷ đói, luôn luôn lúc nào cũng đói khát khổ sở mà ăn không được. Ăn thì đói thì coi như là bị phải uống là uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, cho nên chết đi sống lại muôn lần. Và cái sự hành hình, cái sự thống khổ cùng cực chưa từng gián đoạn gọi là ngục vô gián. Bị hành hình chiêu cảm lấy một cái quả báo thống khổ như vậy cho đến chịu không nổi và chết ngất đi, rồi sống lại là tiếp tục bị hành hình nữa. Cái sự hành hình không gián đoạn, một cái sự đau khổ như liên tục như vậy, gọi là ngục vô gián, nghĩa là không có.
do cái tâm tham lam, bọn sẻ, ghen ghét, đố kỵ, muôn hại người, vẫn là cái tâm mà phỉ bán tam bảo phải gọi vào trong cái con đường vô cùng thống khổ. Mình là một vị thánh tăng tu hành giải thoát mà mẹ là bị đọa lạc ở trong cái con đường vô cùng thống khổ như vậy, chỉ vì biết rất là đau lòng, rất là thống thiết. Cái nhà đó khác như vậy, không biết gì hơn. Chuyện việc đầu tiên ngày này làm cho mình đỡ tối khổ. Cho nên về nhân gian thất thực, rồi một bình bát cơm đầy, đem xuống địa ngục để dâng lên cho mẹ. Thì bà thấy bát cơm mà vồ vập, một tay thì bốc cơm ăn, một tay thì che đậy mình bát. Quý vị thấy đó là thể hiện cái gì? Cái tâm bỏng sẻn tham lam. Khi mà ăn như vậy cũng sợ những người xung quanh cướp giật đi cái cơm của bà, cho một tay thì đẩy bình bát, một tay thì bốc cơm ăn. Với cái lòng bỏng sẻn nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cho nên cơm vừa đưa tới miệng thì nó hóa thành than lửa, nuốt không có được. Thấy như vậy thì ngài Mục Kiền Liên rất là đau đớn. Bát cơm dân mẹ nhìn tha thiết, hóa lửa than ôi thảm lục hình. Và ngài không biết làm cách nào hơn. Mình là một người thần thông như thế này mà cũng không có thể nào cứu được mẹ mình. Cho nên trở về thưa với Đức Phật là một bậc đại trí tuệ. Đức Phật có thể chỉ cho mình phương pháp nào để có thể cứu gỡ được cái tội nghiệp của mẹ bị đọa trong địa ngục. Thì khi về, ngài trình bày qua Đức Phật với một cái tấm lòng chua xót. Thần thông quảng đại, một người đệ tử thần thông bậc nhất trong hàng đại đệ tử chúng ta của ta, nhưng mà dù trăm ngàn người thần thông quảng đại như ông muốn cứu được cái nghiệp của mẹ ông cũng rất là khó, vì bà chiêu cảm cái quả báo rất là lớn, là phỉ bán tam bảo. Thì cái sở dĩ mà bà bị đọa địa ngục á, là trong lịch sử kể lại là ngày xưa bà cũng là hai vợ chồng trong nhiều đời kiếp trước á, là có cũng là người Phật tử tín tâm đi chùa, nhưng mà có một lòng tin thôi, thì thấy ai cũng đi chùa cũng vàng bạc hay là những cái tịnh tài tịnh vật rất là hậu, thì bà nghĩ rằng mình nghèo thì mình cúng với cái tâm lực với công sức của mình thôi. Cho nên bà phải đi móc lúa, móc những cái hạt nếp á, về lột ra, lấy cái chai, lấy cái cây khúc gỗ lăn ra cho cái hạt nó tróc ra, bỏ ra rồi sàng, rồi dùng cái miếng chai chót từng hạt vậy đó, cho nó bóng lên. Thì cái gì biết chót từng hạt gì nó bao lâu? Rất là lâu, công phu rất là nhiều. Rồi hôm đó mới trịnh trọng với một cái tâm thành kính đem dân cúng lên tam bảo. Thì đêm đó ông Thương Đăng, ông nằm trên bao, nói là hôm nay có hai vị đại thí chủ cúng bán vật, thì hai ông phải coi như là chuẩn bị để mà tiếp rước cái vị thí chủ này. Thì hai vị sáng sớm mà tắm rửa sạch sẽ rồi đem cái quả gạo đó đi đến cúng dường, nhưng mà vì nhà nghèo cho nên rồi quần áo cũng nó lem luốc, chứ nó không có được coi như là tươm tất chân viện trang hoàng như là những người nhà giàu có. Thì trong Hương Đăng đó, ông tưởng rằng cái người mà đại thí chủ này là cái người giàu có, phải là những vị coi như là vua quan hay là những người hào phú đến mặc áo dài áo gấm rồi, nhưng mà sẽ thấy hai người mặc đồ linh sinh, cho nên rồi ông cũng ra thấy đó, nhưng mà chỉ chào cái rồi cái bỏ qua, rồi ông cứ đứng ngóng hoài. Rồi bao nhiêu người tới, những vị cư vương tôn công tử hay là những người giàu có đến thì ông tiếp rước vô rất là trọng hậu, nhưng mà hai cái người đứng chờ hoài đó từ sáng tới trưa mà không có được tiếp đón. Cho nên rồi cuối cùng thì bà mới nổi lên một cái tâm niệm thối tâm bất kính tam bảo, và nói rằng là những cái ông thầy chùa này trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, mình nghèo coi như là không có đối hoài không để mắt tới, mà lo tiếp rước những người mà giàu có rất là trọng hậu, cho nên cúng dường cho những người này coi như là thà cho mấy con súc vật nó ăn còn tốt hơn. Cho nên là đổ bát gạo xuống dưới đất và lấy chân trà lên và mang tội phỉ bán như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp không phải bị đọa trong cái con đường quỷ đói như vậy đó. Vì thấy cái tội quỷ bán tam bảo hết dễ sợ chưa, và đó là năng
cái sự mà thử thách cái năng lực, cái sự tu của mình như thế nào. Nếu mà lúc đó mà vượt qua được thì sao? Cũng trở thành bậc hiền rồi, phải không? Cũng buông xả được cái ngã của mình. Rồi do đó mà bà bị đọa địa ngục và mang một cái quả báo đối khổ như vậy thôi. Thì Đức Phật mới dạy rằng này một Hiền Liên, nếu mà ông cứu được cái nghiệp tội của mẹ ông thì sau khi 3 tháng an cư kiết hạ, lúc đến ngày tự tứ, chư tăng gặt quả được đạo vị rất là nhiều, có những vị tu hành chứng quả thánh, rồi ông nên thiết lễ trai viên cúng dường lên chư Phật và Hiền Thánh Tăng, nhờ cái năng lượng từ bi trí tuệ như là cái năng lượng của Phật, thì đồng nhất tâm hồi hướng thì có thể cứu được cái nghiệp của mẹ ông. Còn một mình ông thì không thể làm gì được hết. Thì nghe như vậy, ông mới về nhà khuyên tới bà con cô bác thân bằng quyến thuộc của ông được một số tịnh tài và thiết một cái lễ trai viên, trai tăng. Trai tăng thì gồm tứ sự cúng dường là thức ăn, thuốc men, y áo, vật thực và phương tiện ngủ nghỉ, vân vân. Thì là một cái lễ rất là trọng đại. Và sau khi cúng dường Phật và chư tăng xong thì tất cả chư Phật cùng chúng tăng đồng nhất tâm hồi hướng. Quý vị, một người bình thường của mình mà phát khởi một niềm lành, nó tạo ra một cái năng lực, một cái từ trường rất là an lành xung quanh mình. Mà là những bậc thánh thì cái năng lượng đó gấp trăm lần những người bình thường. Một bậc tu đàng hoàng thôi thì cái năng lượng an lành của cái vị đó gấp trăm lần những cái vị mà như mình, huống nữa là vị tu đàng hoàng, tư đà hàm, a la hàm và a la hán, hơn nữa là năng lượng của chư Phật và cả mười phương chư Phật đồng tâm hiệp lực, thì nó tạo thành một cái cộng hưởng, một cái từ trường, một cái năng lực vô lượng vô biên, một sức mạnh vô cùng tận. Và địa ngục là một cái nơi mà tối tăm, chưa từng có ánh sáng, cái sự hành hình chưa từng gián đoạn. Mà khi mà Phật và tăng chúng hồi hướng cầu nguyện, hướng về cái nơi, cái đối tượng cầu nguyện đó, thì nơi đó sáng rực lên và tất cả những cái sự hành hình chưa không gián đoạn nó bỗng nhiên dừng lại hết. Và khi tiếp nhận được một cái ánh sáng và năng lực an lành đó, ai cũng cảm thấy thoải mái, ai cũng cảm thấy dễ chịu nhẹ nhàng, trong khi đang đau khổ cùng cực như vậy mà tất cả những sự đau khổ đó dừng lại hết, thì cảm nhận được một cái niềm pháp lạc vô biên. Và nương vào ánh sáng đó, thấy được chư Phật và chư Tăng đang tiếp dẫn quá độ mình, cho nên khởi một cái niềm lành, điều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì chẳng những bà Thanh Đề và tất cả những tội nhân bị đọa lạc trong cái cảnh giới ngày đó đều sanh thiên hết, đều giải thoát, xả bỏ một cái niệm cố chấp của mình, đều sanh thiên. Thì quý vị thấy, cho nên cái ngày đó còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Và từ đó cái năng lượng an lành đó chưa từng mất, chưa từng vơi đi ở trong cái bầu pháp giới vũ trụ này. Và mỗi một năm tất cả mọi người chúng ta đều phát tâm lần và hướng về cái ngày này, chúng ta sẽ connect được cái năng lượng an lành đó để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ được kết quả tốt đẹp như vậy. Và cha mẹ hiện tiền được mạnh dỗi bình an, tăng phước, tăng thọ. Và cái ý nghĩa rốt ráo hơn nữa là nhắc nhở cho chúng ta bổn phận người làm con, nhất là con người, không bao giờ quên công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, của cha, là những người đã từng mang nặng đẻ đau, nuôi ta khôn lớn và chịu biết bao là những cái khó khổ cực nhọc, để tạo cho chúng ta một cái cuộc sống như là tốt đẹp. Cho nên bổn phận làm con phải tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ. Và tại sao chúng ta phải tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ? Đức Phật dạy rằng ơn cha mẹ thương con, ta ở đời này đến một kiếp nói cũng không hết. Ta nay chỉ nói một ít thôi. Này ông trưởng giả, có nghĩa là Đức Phật nói chuyện với một vị trưởng giả Bà La Môn. Nếu có người giàu có mời 100 thầy Bà La Môn tịnh hạnh, 100 vị thần tiên và 100 người bè bạn đến vào ở trong nhà,
làm bằng bảy báo. Bảy báo là Luli, Pha Đê, Sa Cử, Xích Châu, Ma Não, nghĩa là tất cả làm bằng vàng, bạc, kim cương rồi đó. Rồi bài tiệc cúng dường đầy đủ trăm món ngon tột bực. Rồi nơi phòng nghỉ treo chuỗi anh lạc và dùng các thứ như là giường, mùng, mền, gối và trăm thứ ngọc châu báu để trang hoàng. Lại dùng các thuốc bạch dược để trị bệnh. Nuôi như thế mãn trăm ngàn kiếp mà chẳng bàn phát khởi một niệm lòng hiếu thuận, cùng chúc đức vật thượng thực cúng dường cha mẹ và theo bên hậu hạ. Ông gì thấy cái phước mà cúng dường vật thực cho cha mẹ theo bên hầu hạ hỏi han chăm sóc nó lớn gấp trăm lần, là chúng ta mời 100 vị thần tiên, 100 người bè bạn giàu có rồi cung cấp thức ăn vật mặt toàn là những cái đồ trân quý, cũng không bằng trong giây phút dùng chút ít vật thực mà cúng dường cha mẹ thăm lên hỏi han. Thưa quý vị thấy cái hiếu đó lớn vô cùng, có phải vậy không? Như vậy thì cái hiếu dưỡng, do đó mà chúng ta phải biết có hiếu với cha mẹ. Và bà mẹ hiền thương con thật không có lấy vật gì để so sánh cho cân xứng. Từ khi con vào thai, trải qua thời gian 10 tháng, lúc mẹ đứng ngồi hay là nằm đều chịu trăm bề cực khổ, mà miệng mẹ không hề nói ra. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là muốn những đồ uống ăn áo mặc dù có được mẹ cũng không có mừng nữa. Vì thế lòng luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, không khi nào giúp, chỉ nghĩ cho đứa con sắp sanh của mình làm sao cho nó được hoàn hảo. Cho nên khi mà mình còn nằm ở trong thai thì mẹ lại chuẩn bị cho mình những cái đôi vớ tay, đôi vớ chân, những cái khăn lông để khi mình ra đời được êm, được ấm. Rồi điều thứ ba là nếu khi đẻ khó thời như trăm ngàn mũi dao đồng thời đâm cắt toàn thân. Cho nên rồi nếu mà khi sanh đẻ được an lành á thì bà mẹ cùng với thân chung vui sướng như nghe được âm nhạc hay là thấy được ngọc báo. Cho nên cha mẹ thương con như ngọc như vàng, nhìn thấy mặt người con chào đời giống như là được cái của báo vậy. Và thứ năm là sự đau khổ của mẹ trong 10 tháng cô mang, một tiếng khóc đầu tiên của đứa con thôi mới đọt lòng mà nỗi khổ ấy mẹ liền quên mất. Trong sự mà đau đớn dằn vặt thống khổ như vậy mà nghe một tiếng khóc chào đời thì bao nhiêu sự đau đớn liền tan biến và mỉm một nụ cười hạnh phúc để đón nhận một đứa con chào đời. Còn thứ sáu là con lấy nơi bụng ngực của mẹ làm chỗ ngủ, lấy vai cổ vế làm chỗ dạo chơi, và do nước miếng cam lồ nơi ngực, nước giếng cam lồ nơi ngực mẹ chảy ra mà nuôi lớn. 3 năm chúng ta phải sao? Phải được ẩm bồng và nuôi lớn bằng sữa mẹ. Và bây giờ thì cái người ở phương Tây này chúng ta ít uống sữa mẹ hơn phải không? Chúng ta uống sữa bò nhiều hơn. Bởi do uống sữa bò nhiều cho nên người lớn lên đụng cái là nghinh, đụng cái là sao? Ưa ngạnh trở lại. Thì chúng ta tập sự theo cái gì? Ảnh hưởng theo cái con bò. Cho nên người Việt Nam chúng ta đó là khi mà sinh con nuôi bằng sữa mẹ, cho nên rồi nhận được cái tình thương ấm áp của mẹ hiền và nghe lời mẹ và có hiếu với mẹ. Còn ở đây người Tây Phương người ta cũng nghiên cứu ra điều đó, cho nên khuyên người mẹ phải nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất là cũng 6 tháng hay là 1 năm. Chứ còn chúng ta cho uống sữa bò lên được cái gì lớn lên cái nói nó không có nghe lời, đụng cái là nghênh, đụng cái là nó chống bác trở lại, thì cũng lại cho ảnh hưởng như vậy. Tại chúng ta thiếu cái thời giờ, thiếu tình thương với con cái. Quý vị thấy con cái bây giờ đối với cha mẹ dường như có một cái vách ngăn. Ngày xưa khi còn nhỏ lớn lên 2-3 tuổi cho đến 7 tuổi, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vẫn vâng bên chân mẹ phải không? Và cha mẹ là thần tượng của mình. Bây giờ thần tượng của những người con là gì? Là những cái iPhone, phải không? Những cái máy tính bảng. Cho nên rồi nó không còn thời
thời gian để mà đối diện với mẹ nữa. Ngồi đối diện với cha mẹ nhưng mà không bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của cha mẹ mình như thế nào, những cái nét nhăn như thế nào, hay là những nét dịu hiền của người mẹ như thế nào, mà ngồi đối diện với cha mẹ nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng cúi đầu ở trong cái với cái máy mà thôi. Cho nên rồi chúng ta lại trách con trẻ tại sao giờ tình cảm nó lại khô khan, nó lợn lạc như vậy. Và nhiều khi chúng ta trách con trẻ nhưng mà mình phải nhìn lại cái gì, mình phải nhìn lại mình. Nhiều khi đứa con 2-3 tuổi nó khóc hay là nó đòi quà gì nó phiền phức quá, bây giờ coi như là mua cho nó cái iPhone, nó ngồi nó bấm cái là xong, khỏi phải phiền phức, khỏi phải bận rộn. Cho nên rồi nó nghiện, nó nghiện những cái game mà nó lo bấm máy không, cho nên bây giờ nói nó không nghe nữa. Ăn cơm chứ nó ngồi nó múc cơm ăn chứ nó cũng cái sao, nó không có chú ý tới cái nhai cơm. Nhiều khi nó cũng bị đau bao tử hay là bị khó tiêu nhiều là tại vì lo ăn uống rồi cái rút vô thôi, chứ cũng không có lo cho nó cái dịch vị nó không tiếp, mà cái năng lượng của nó đang tập trung ở trên dịch cái bộ não nó để nhìn vô trong cái này. Cho nên rồi vì thấy cái khoa học hiện đại tiến bộ đem đến cho chúng ta nhiều cái xa hoa vật chất, nhiều cái tiện nghi, nhưng mà cũng đem đến cho chúng ta nhiều cái tác hại, và tác hại nhiều hơn là cái sự lợi ích. Bây giờ đóng mặt lại nói tiếp là thứ bảy, ôi ơn đức của mẹ, núi cao cũng không có thể sánh kịp. Nếu đứa con nào biết tùy thuận nghe theo những lời dạy bảo của từ mẫu mà không trái nghịch, thời được các chư thiên hộ niệm và không có phước phước đức vô cùng. Nếu có kẻ trai lành gái tính muốn trả ơn cha mẹ, trải qua thời gian một kiếp cứ mỗi ngày 3 lần cắt thịt nơi thân nuôi cha mẹ, cũng chưa có thể gọi là đã trả ơn trong một ngày vậy. Đức Phật nói cái người muốn báo hiếu cha mẹ đó, dù có cắt thịt xẻo da của mình làm thức ăn dâng cho cha mẹ suốt cả cuộc đời như vậy đó, cũng chưa có phải là đền đáp được cái gì xứng đáng với công ơn của cha mẹ nữa. Thì quý vị thấy công ơn cha mẹ rất là to lớn. Cho nên bổn phận làm con chúng ta phải luôn lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ. Và trong tranh Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng người nào biết kính thờ cha mẹ như là kính thờ Phạm Thiên, người ấy hiện đời được phước lớn và sau khi chết sanh về cõi trời. Cái người mà có hiếu tu cái hiếu hạnh đi nữa cũng được sanh thiên đó, vì nó đồng với từ điển của chư thiên. Chư thiên là những người tu 10 nghiệp lành, trong đó có cái hiếu hạnh, cái hiếu hạnh. Cho nên người nào mà có hiếu cũng được sanh lên cõi trời. Và Đức Phật nói kệ rằng cha mẹ gọi Phạm Thiên. Phạm Thiên là gì? Phạm Thiên là một vị Chúa Trời mà trong đạo Bà La Môn người ta tin tưởng rằng là một vị Thiên Chúa có quyền năng tạo ra muôn loài vạn vật, sinh ra tất cả các pháp trên thế gian này. Nhưng mà trong Phật Pháp thì có cái vị Chúa Trời đó, nhưng mà không tin rằng vị đó là vị mà tạo ra muôn loài vạn vật, mà tất cả đều do nhân duyên và nhân quả, chứ không có một đấng chủ thể nào tạo ra muôn loài vạn vật. Đó là một cái sự chấp của ngoại đạo mà thôi. Và nếu mà chúng ta thờ phượng cái vị đó thì hoặc là nhưng mà cái người mà đáng thờ phượng nhất, cái vị Phạm Thiên ở trong nhà mình hay là bậc đạo sư trong hiện đời xứng đáng để được cúng dường đó là gì? Là cha, là mẹ. Vì sao? Vì thương đến con cháu. Do vậy cho nên bậc hiền triết kính lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, so bớt khắp thân thể, tắm rửa cả chân tay. Do sở hành như vậy, đối với cha và mẹ, đời này người hiền khen và đời sau hưởng hiền lạc. Người nào mà có hiếu với cha mẹ thì đời này người tiếng thơm phải không? Ai cũng nói rằng là đó là người con rất là có hiếu. Rồi đời này thì được tiếng thơm, được nhiều người khen và đời sau hưởng cái sự an lạc. Và nương nhờ công đức công ơn nuôi dưỡng của hai vị từ bi và phụ mẫu nên tất cả những người con trai con gái đều được an vui. Thế là ơn cha cao như núi Chúa và
ơn mẹ rộng như bể cả. Cho nên ca dao Việt Nam chúng ta có câu gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nhưng thưa quý vị, núi Thái Sơn có thể mòn, phải không? Có thể chùi, nhưng mà công cha luôn luôn cao vời, không bao giờ mòn. Và nghĩa mẹ như nước biển cả có thể cạn, nhưng mà tình mẹ không bao giờ vơi, phải không? Tình mẹ và ơn cha luôn luôn lúc nào cũng cao vời và bao la như là núi cao biển rộng. Và chúng ta không thể có bút mực nào để có thể so sánh và diễn tả cho hết được. Và cái người nào giàu nhất trên thế gian này, cái người nào nghèo nhất trên thế gian này, cái người mà giàu có nhất trên thế gian này mà không có cái gia tài sự sản nào có thể sánh bằng, đó là chúng ta còn cha còn mẹ. Cha mẹ là vật, là kho báu vô tận, mà trên thế gian này không có kho báu nào có thể sánh bằng. Người nào còn cha còn mẹ để có cơ hội phụng dưỡng, gần gũi, thâm lâm trong sách, người đó là người giàu có nhất. Cái người nào mà nghèo hèn nhất trên thế gian này là khi mà cha mẹ qua đời rồi, chúng ta không còn dịp để gần gũi, để thương yêu, để cung kính cúng dường cha mẹ nữa. Chúng ta mất tài sản, mất sự nghiệp, với hai bàn tay và khối óc này chúng ta có thể tạo lập lại, nhưng mà một khi mất cha mất mẹ rồi, thưa quý vị, đi khắp trần gian này, đốt đuốc khắp thế gian này, kêu lạc vọng cũng không tìm đâu ra một người cha, một người mẹ kính yêu của mình, có phải vậy không? Cho nên vì lại chân lý khi mà chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta phải biết kính yêu và biết thương mến. Đừng để khi mà mẹ mất rồi, đến chừng đó chúng ta mới ăn năn hối hận thì không kịp. Đến chừng đó chúng ta có đến bàn thờ để lại để hối hận, nhưng mà nó cũng không có mang ý nghĩa nữa, phải không? Một lại này, mẹ hiền ơi con xin sám hối, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng không vừa ơn mẹ. Đến chừng đó chúng ta có lại bao nhiêu cũng không có vừa ơn mẹ, có phải vậy không? Hơn nữa là chúng ta rất là diễm phúc khi mẹ còn ở đời. Chúng ta hãy dành thời gian để gần gũi, để thăm thơm và chăm sóc hỏi han mẹ mình. Và ở cái xã hội Tây Phương này, người cha người mẹ rất là cô đơn. Khi mà chúng ta lớn lên có gia đình, có con cái, chúng ta bận công ăn việc làm, bận việc mưu sinh, bận lo cho con cái của mình, không có thời gian để chúng ta rồi cha mẹ ngồi ở một cái xó nhà đó mà chưa, nhiều khi chúng ta cũng không có hỏi thăm hỏi lên tới nữa. Rồi thấy cha mẹ lớn lên già rồi, có thể là phiền phức tốn thời gian của mình nhiều, cho nên đem gửi ở trong gì, trong nursing home, được sinh hơn để người ta săn sóc. Rồi có nhiều khi tuần nào nhớ thì tới thăm, có nhiều tuần cũng không có ghé thăm, mà mỗi cuối tuần như vậy mẹ cứ luôn luôn lúc nào cũng ra ngoài cửa, đi không nổi thì đẩy cái xe ra ngoài cửa để ngóng coi chờ đứa con của mình đến thăm. Mà có nhiều khi sao vắng bặt, không có thấy đó. Chúng ta thấy đó là một cái việc rất là phũ phàng. Bởi vì sao? Bởi chúng ta nhiều bận rộn quá. Chúng ta cứ chạy đôn chạy đáo, lo ăn lo mặc lo ở, và lúc nào cũng tranh thủ mà cũng không có kịp thời gian. Tranh thủ đi làm, tranh thủ thức dậy, tranh thủ rước con cái, tranh thủ ăn uống, tranh thủ dọn dẹp, và tranh thủ ngủ nghỉ, và lúc nào cũng tranh thủ thì làm gì có thời giờ, phải vậy không? Cho nên rồi vợ chồng cũng không có thời gian để thương yêu nhau, cha mẹ không có thời gian để gần gũi con cái. Thời giờ mà mỗi một tuần hay mỗi một ngày chúng ta dành cho con cái được bao lâu? Nhiều khi không có, phải không? Không có. Rồi 80% trẻ em ở bên này nó bị hư hỏng là do gia đình mất hạnh phúc, do cha mẹ không có gì, không có được hài hòa, luôn luôn lúc nào cũng cắn đắng, luôn luôn lúc nào cũng cãi vã, và tạo ra một cái không khí nặng nề, mà không có sự đau khổ nào hơn khi mà người con thấy cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng cãi vã, gây gỗ và chửi bới với nhau, giống như là địa ngục, vô cùng khổ sở. Cho nên mỗi lần nó đi học về, nó nhớ đến cảnh gia đình như vậy, nó không có muốn về nhà nữa, và nó đi nơi nào để tìm được cái niềm vui, tìm được một sự vui vẻ
nhiều khi gần gũi những bạn bè không tốt, ảnh hưởng những cái môi trường không tốt, trở nên hư hỏng. Rồi chúng ta đổi thừa con cái, nhưng mà chúng ta phải nhìn lại mình. Chúng ta phải là những tấm gương. Chúng ta muốn cho con cái có hiếu với mình. Mình phải sao? Mình phải sống xứng đáng là những bậc cha, bậc mẹ, với một cái tình thương vô biên, một cái tình thương coi như là đối với những đứa con thân yêu của mình. Còn thí dụ như mình sống mà mình đối đãi với con cái mà nó sao, đánh đập chửi bới hay là dùng bạo lực với nó thì gây cho nó một cái ấn tượng không có tốt, thì làm sao nó không có hiếu với mình được, phải không? Cho nên muốn cho con cái có hiếu, chúng ta phải sao, phải là những người tấm gương. Cho nên Hòa Thượng Tôn Sư Trúc Lâm có kể một câu chuyện rằng lúc Hòa Thượng nhập thất ở trên núi Chân Không đó, có một ông già 7-80 tuổi này, 8-90 tuổi, mắt mù, mắt mờ lòa, mà ngày nào cũng lần đi lên núi để mà gom từng nhánh cây, từng khúc củi rồi gánh xuống dưới núi. Rồi ông cứ ngồi nghỉ rồi cứ tha đi vậy đó, từ từ xuống núi, mà ngày nào cũng vậy. Thì Hòa Thượng thấy như vậy mới cảm động và hỏi chứ ông cụ ở đâu mà bữa nào thấy cũng cực khổ như vậy, con cháu ở đâu nên không có săn sóc, không nuôi củi sao? Thì cũng mới trả lời rằng là thưa thầy, tôi có con trai, có dâu, có cháu, nhưng mà ngày nào tôi không có đi lên núi đem củi về đó là ngày đó tôi bị bỏ đói, tôi bị nó chửi tới và nhiều khi nó đánh đập tôi nữa. Nhưng mà thưa thầy ơi, bây giờ tôi mới thấy được hai cái chữ nhân quả. Ngày xưa thú thật với thầy, tôi cũng đối xử với cha mẹ tôi vậy. Cha mẹ tôi mà rầy ra cái gì là tôi đấm lại, tôi xô mẹ tôi, té mẹ. Cho nên rồi bây giờ con cái đối xử tệ bạc với tôi như vậy, tôi cũng chấp nhận để tôi trả cho xong cái quả báo này. Cái gì thấy quả báo hiện tiền đó. Còn bây giờ quý vị đọc trên online thấy rằng một người con xin mẹ tiền uống rượu thôi, mẹ không cho, nói thì xách dao đâm mẹ chết. Rồi một cái cô dâu đánh đứa cháu nội, cái bà nội lên can thì xô bà té xuống dưới lầu chết. Vì thấy cái tình cảm của con người bây giờ thiệt là sao, nó không còn cái ý nghĩa gì nữa hết. Rồi cái tình người càng ngày càng xa cách, nó ảnh hưởng tất cả những cái gì, những cái bạo động của cái xã hội, của phim ảnh. Cho nên họ luôn luôn lúc nào cũng mài gươm, mã tấu và súng để rồi thanh toán với nhau. Một cái nhìn thiếu thiện cảm thôi, đi vào trong quán, bên đây nhìn bên kia nó nhìn điểu cũng xách dao, xách gươm để mà đâm chém người ta được, mà không có sợ tội lỗi. Thế dễ sợ như vậy đó. Và như cả thế gian này cũng vậy. Bây giờ thế giới đang gì? Giống như là một cái ung nhọt, âm ỉ, một cái ung thư nó sắp vỡ ra rồi. Thì tất cả mọi người đang gì? Đang chuẩn bị chế tạo tên lửa, tàu chiến, súng ống, đạn dược để chuẩn bị sao? Sát phạt với nhau. Và cho nên rồi, và điều đó nếu mà thiếu một sự kiên nhẫn, thiếu một sự kiềm chế của những cái người mà lãnh đạo thế giới thì chiến tranh sẽ bùng nổ và trái đất này sẽ tiêu biệt, con người sẽ bị tiêu diệt, con người sẽ bị diệt vong. Cho nên con người kình chống với nhau vì cái gì vậy? Vì cái gì? Vì cái ngã, cái ta, cái tôi của mình sẽ không gì hết. Ai cũng thấy mình là quan trọng và ai cũng thấy cái của mình là quan trọng. Ai cũng thấy ta là quan trọng hết, cho nên tìm mà mọi cái của ta để phục vụ cho ta được thỏa mãn, được sung sướng. Mà ai cũng muốn được lợi để cho mình, cho nên rồi đâu có ai chịu thua, chịu lép và chịu nhường ai. Và do vậy mà chúng ta phải đấu tranh sát phạt và cấu xé với nhau, không thương tiếc. Và đụng chạm tới cái của ta thì sao? Đụng tạm chạm tới ta thì biết tay ta, và đụng tạm chạm tới cái của ta thì sao? Bước qua xác chết của ta. Cho nên đụng chạm với tài sản, sự nghiệp, con cái, xã hội, quốc gia, tập thể của mình thì cũng sẽ sao? Thì bao nhiêu là những sự chống đối và tàn sát với nhau cũng vì cái ta và cái của ta. Nên rồi nói tóm lại là cũng do cái tâm gì hư hỏng con người nó tạo ra một cái xã hội đầy những cái biến loạn, đau thương thương như vậy. Cho nên người xã hội càng ngày càng mất đi cái giá trị của đạo đức. Mà ngày xưa chúng ta vào trường tước trước học cái gì?
tiên học lễ, phòng học văn ở trên cái trước ở trường lúc nào cũng để là tiên học lễ, học văn, nghĩa là trước là học lễ nghĩa, sau học về văn chương. Cho nên khi mà chúng ta học ở trong nhà trường từ lớp mẫu giáo trở lên tiểu học là chúng ta đã học cái môn đạo đức trước rồi. Đạo đức làm người là đối xử với cha mẹ, anh em ở trong nhà như thế nào, người nhỏ phải biết kính trọng người lớn, em phải biết kính trọng anh chị mình, con cái phải biết trọng cha mẹ. Cho nên hồi xưa chúng tôi cũng được giáo dục như vậy, cho nên trước khi đi đó là chắc phân tay thưa chị, thưa anh em đi học, thưa ba, thưa má, con đi học. Về là phải trình đàng hoàng, về phải thưa từng người, chứ không thưa là không là bị rầy đó. Thì tôi nhớ có một lần đó, tôi cứ vào thưa má con đi học, cái lát thưa má con đi học nữa, cái bà già ủa sao mày thưa hoài vậy, cái bà già nó ở chưa cho nó năm cách cho năm cách đi dòng mất tiêu. Thì kể lại những cái kỷ niệm ngày xưa mình còn nhỏ mình cũng được giáo dục như vậy. Rồi ra đường thì những người lớn hơn ba mình thì gọi là bác, lớn hơn mẹ thì gọi là gì, là chú, là cậu, vân vân. Ra đường phải dỡ nó để mà chào, một cái nếp sống rất là đạo đức. Và khi mà thầy cô đi vào lớp thì tất cả học sinh phải đứng dậy và kính chào đàng hoàng. Cho nên chúng ta thấy cái nếp đạo đức ngày xưa được giáo dục rất là tốt. Nhưng mà không biết tại sao ngày nay những cái hay, những cái đẹp đó nó biến đâu mất hết rồi. Và con người cư xử với nhau, anh em coi như là mặt trời mặt trăng, và con cái đối với cha mẹ coi như là không còn một cái tình thương yêu thấm thiết nữa. Cho nên đó là một điều hết sức là đáng tiếc. Cho nên bổn phận làm con chúng ta phải nhớ đến công ơn cha mẹ, và cha mẹ phải dành thời giờ đối với con cái, và con cái cũng dành thời giờ đối với cha mẹ. Khi nào chúng ta đi học về, chúng ta nên đến ôm mẹ và hỏi thăm mẹ có khỏe không. Rồi mẹ cũng vậy, khi đi làm về thì cũng âu yếm và dành một cái thời giờ chút xíu thôi để dành cái tình thương cho con cái. Như vậy thì cái tình cảm gia đình được vun trồng, được bồi đắp, nó lớn lên. Cho nên rồi không biết ra hết giờ phải không? Cái gì cho nói nửa tiếng thôi. Cho nên rồi những người mà bình thường phải nhớ công ơn thanh thành dưỡng dục của cha mẹ, còn những người tu của chúng tôi thì sao? Quý thầy thì được cài lên cái ngực áo hoa hồng nào màu vàng. Cha mẹ của quý thầy không phải là cha mẹ trong hiện đời, mà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, là tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, là thân bằng huyết thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Và Đức Phật dạy rằng nếu một người con xuất gia tu hành chân chánh thanh tịnh thì cửu vị thất tổ sẽ được siêu thăng. Chúng tôi tin chắc là như vậy. Vì sao? Vì chúng tôi xuất gia đi tu học đạo, tinh tấn tu hành, và những người cha mẹ nhiều đời là ai? Là tất cả những người đang hiện hữu trước mặt chúng tôi, tất cả những người mà chúng tôi gặp gỡ ở trong cái gì, ở trong cái cuộc đời này. Và bất cứ những người nào mình gặp gỡ, mình đều đem giáo pháp của Đức Phật để sao, để chia sẻ. Những người mà nghe được giáo pháp nhiệm màu này thì đều sao, bỏ ác hành thiện, tránh xa tất cả những điều ác, làm tất cả những điều lành, thì tất cả những người như vậy sẽ từ ngang đây sẽ sanh về cõi lành, và ba cái con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chấm dứt. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy ngạ quỷ và quy tăng bất đọa súc sanh. Người nào nghe được những lời lành, giáo pháp màu nhiệm của Đức Phật thì đều xả ác làm lành, thì không sanh thiên sao được, phải không? Sanh lại cõi người cũng là những người thuần lương đạo đức, và từ đó cuộc đời của chúng ta thăng hoa trên con đường đạo đức, con đường tu nhân học Phật của mình, cho đến giải thoát viên mãn mới thôi. Cho nên dù là người cha, người xuất gia hay là người tại gia, cũng phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta thấy cái bậc mà hiếu thuận bậc nhất là Đức Thế Tôn, rồi hàng đệ tử của Ngài như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi tất cả những người Phật tử của chúng ta cũng phải noi cái gương hiếu hạnh của Đức Phật, chư vị Bồ Tát và chư Thánh Hiền để sống cho tròn cái hạnh hiếu đó. Vậy thì hiếu dưỡng không có cái gì hơn là cha mẹ ở đây không cần chúng ta cung cấp thức ăn, vật mặt, thuốc men gì đâu, chỉ những lời thăm hỏi, những sự gần gũi, thương yêu. Chứ còn bây giờ mình có cha mẹ bên đây, có nhà nước cho tiền phải không,
sức khỏe, thuốc men đều cung cấp đầy đủ hết mà một lời thăm hỏi cũng không có nữa thì đó là một cái điều hết sức là đáng tiếc. Cho nên quý vị phải dành thời giờ dành tình thương đối với những đấng sanh thành dưỡng dục của mình, và người xuất gia, người tại gia gì cũng phải nhớ đến cái công hiếu hạnh của cha của mẹ trong đời ngàn đời, ơn ích đó không bao giờ quên. Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa, mỗi vẫn còn in bố mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, và nghìn đời hình mẹ ngủ trong tim. Bốn câu thơ đặc biệt. Lại cho quý vị nhớ nha. Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa, mỗi vẫn còn in vô mẹ hiền, miền vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, và nghìn đời hình mẹ ngủ. Nguyện đem ông đức này sướng về khắp đất ngàn để cỡ và chúng sanh đều trọn thành phật đàn. Đức Phật tử ngồi lâu so bớt hết tề. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Này bạn hỡi, nở trên môi nụ cười, đóa xinh xinh rạng ngời cho đời thêm tươi sáng. Này bạn